Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, thì hiện tại Trọng đang có mặt tại nhà của cô Mai. Cô Mai mà có một bé chó xinh đẹp là Trọng đặt là bé bụi, công chúa bụi đời, cùng với hai chú chó ở trong nhà. Một chú chó thì biết nghe tiếng Khmer, một chú chó thì bình thường, một tên là Đen, một con là Đen, một con là Mù. Thì hôm nay thì cũng như giữ đúng lời hứa ở những cái clip trước, thì hôm nay Trọng đến đây để hỗ trợ cho cô Mai, để giúp cho cô Mai đóng 6 tháng tiền nhà, bắt đầu tính từ cái ngày đóng cho đến 6 tháng sau. Đây là do một mạnh thường quân chính là chị Thảo bên Canada đã cảm động, xót thương trước cái hoàn cảnh của cô Mai và gia đình, nên đã ủng hộ cho cô Mai để có 6 tháng tiền nhà, để cho cô với chú khỏi có lo lắng, khỏi có sợ cái tiền nhà, mà chỉ có công việc là đi bán vé số hàng ngày, mà chỉ có lo cái ăn thôi, còn không có lo cái tiền nhà nữa. Thật sự hôm nay thì cũng rất là vui quý vị, mà Trọng cũng xin nói với quý vị rằng là một lời nhắn của chị Thảo đến với tất cả mọi người. Đây là chị Thảo thương, là thương cô Mai, thương hoàn cảnh của cô Mai và gia đình cô Mai, đồng thời cũng là thương mấy bé chó, giúp là giúp cho cô Mai để 6 tháng tiền nhà cho cô Mai khỏi gánh nặng. Chứ mọi người đừng có thắc mắc là tại sao cô Mai có một con chó, hai con chó, ba con chó mà được giúp đỡ nhiều vậy. Nghe quý vị, đây là chị Thảo giúp đỡ cho cô Mai, giúp đỡ cho một người có hoàn cảnh khó khăn mà có một cái tấm lòng yêu thương động vật, chứ không phải là giúp người mà so trên cái phương diện là nuôi đông chó hay ít chó. Nha quý vị, và bây giờ Trọn sẽ bước lên cầu thang để lên nhà để gặp cô Mai, cũng như là trò chuyện với cô Mai, cũng như là gặp người đại diện của chủ nhà để đóng tiền nhà và ghi giấy tờ nha quý vị. Đến đây không hẳn em nha. Ơi, nay anh đi con mình hà. Nên à. Dạ. Đi con mình à. Thì đâu nên đâu có bỏ máy xuống mà ẩm bụi đời được. Chỉ gờ gờ bụi đời vậy thôi. Đen nè. Mù. Rồi. Anh vô đây. Bánh tí, bánh tí, bánh tí. Hôm gầy sao cô? Buôn bán sao? Buôn bán bình thường thôi con. Rồi, buôn bán vui vẻ ha. Dạ. Hôm gầy con giờ về ở xa quá nên là không có xuống thăm cô. Ô trời ơi, nó bay lên mình nè. Hình như nó biết bữa nay mình mang đến cho nó một cái niềm vui gì đó nên hay sao á. Con nào con nấy mà nịnh thấy sợ luôn nè. Giống cô á. Trời ơi, này có ai mà nó nịnh nè quý vị ơi. Nè, con nào con nấy nó mừng mình nè. Đó. Rồi ba này lại là hè cái là mấy con kia dạt ra hết. Thấy không? Nè đưa lên. Nè. Để mà lấy nước đá. Trời ơi. Đây mà tỷ tỷ ha. Tỷ tỷ mà lại rè cái là mấy con kia chạy hết luôn. Dạ đà đúng rồi. Dạ từ từ. Mù. Mù ơi. Mù. Anh chậm kêu kìa. Hôm gầy là ngày cũng bán trong ngoài tờ ha cô. Dạ. Tại sao không ghé thăm em? Hôm gầy con giờ về ở xa quá, cách như mình tới 40 cây số á. Ủa trời đất. Dạ. Dạ con giờ về hơi xa. Nên là con không có thường xuyên ghé, chứ hôm gầy cũng nhớ mấy bé ở đây nè, nhớ bé khu vực Sài Gòn lắm. Ủa vậy là con giờ về Củ Chi hả? Dạ. Hôm gầy con hôm gầy nhớ mấy bé ở Sài Gòn lắm, nhớ bé Bụi Đời nè, rồi Di Đan nè, rồi bé Milu nè. Hổng gài đâu có bé Milu nữa đúng. Dạ. Bữa đây. Mày á. Anh Trọng ơi sao không ghé Bụi Đời vậy? Dạ. Bụi Đời nhớ quá đi. Dạ. Tính gọi điện rồi. Tính gọi điện nói à. Trời ơi bé Bụi Đời nhớ quá. Dạ. Thăm vậy. Hổng gài cô Mai biết không? Hổng gầy là do cái tình hình dịch bệnh á, rồi cái bên kia người ta muốn gửi tiền về cho mình á, thì nó cũng đôi lúc cái nó cũng hơi khó khăn. Thì bữa nay là bắt đầu cái ở bển có những chỗ người ta mở cửa rồi, thì nên là những cái mạnh thường quân mà người ta hứa với mình á, thì người ta mới gửi được. Con mới nhận hồi tiền này hồi sáng thôi, không phải hồi sáng nữa, mới hồi chiều luôn là con lật đật xuống đây luôn. Ồ cưng mừng quá. Ba nè.
chắc đợt này thì mình có 6 tháng tiền nhà rồi, thì bữa nay tháng mấy vậy ta? Mình đóng tới tháng mấy vậy cô? Tháng này chưa đóng. Thì tháng 4 là chưa đóng. Ừ. Tháng 3 thì mình mới đóng rồi. Tháng 3 đóng rồi. À 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, vậy là mình khỏe tới tháng 9. Đúng rồi. Tới tháng từ đây tới tháng 9 là mình không có lo tiền nhà nữa thì là mình quá khỏe luôn. Chỉ có thôi bây giờ mình cứ giống như hồi xưa mình làm không có dư đồng nào. Giống như mình chưa có đây. Thì bây giờ là 6 tháng, 1 tháng 11 triệu 7 tiền nhà thì giờ mình cũng bỏ riêng vô ống heo thì cũng dư đúng, được đúng. Chục chai. Chục triệu à. Chắc chắn luôn. Đây nè, quỷ nè. Trời trời đất ơi, chỉ luôn. Quỷ đó, nè. Quỷ bỏ đó ra ta. Trời bỏ gì mà về chỗ dễ lấy gì? Trời vô đi. Con vô con lấy đi. Chứ con đen mới sợ. Nè. Bùm. Trời ơi, quỷ cũng quá trời ha. Đó, thằng quỷ á. Đó, thì từ nay trở lên mình không có lo tiền nhà nữa thì bắt đầu cái hộp này nó đầy lên. Cái nào ăn dạ. Nào rồi vô đây. Này lên đi dậu á. Nhậu. Dạ, kính thưa quý vị khán giả thì hôm nay á thì Trọng đến nhà của cô Mai. Kết bia luôn. Thì đầu tiên là để thăm với cô với chú. Rồi xem cái tình hình buôn bán từ khi mà có chiếc xe lắc mới nó như thế nào. Đó, chờ từ khi cho lắc chiếc lắc xe lắc mới thì cô có tiền để dành luôn nè nghe mọi người. Nè. Đó, khoe luôn nè. Để đóng tiền nhà đó. Đó, để đóng tiền nhà hàng tháng đó giờ khỏi lo hen. Thứ hai nữa là chồng đại diện cho chị Thảo bên Canada, một mạnh thường quân, một người chị mà đã đồng hành cùng với chồng từ khi những ngày đầu. Dạ, chị Thảo Canada cũng là cái người mà giúp cho cô đó lần trước mua xe đó, thì chị rất là thương cô. Thì thương không phải là chị Thảo cho cô đóng tiền nhà, không phải với danh nghĩa là cô là người nuôi chó gì đâu, mà với danh nghĩa là thương cô với chú già cả rồi mà có một cái hoàn cảnh nó khổ, mà còn thêm có cưu mang thêm mấy cái bé chó mà mình còn lụm lặt ở ngoài đường nữa, thì chị Thảo là thương cái hoàn cảnh cho cô, nên là giúp cho gia đình mình có cái gì đó nó tạo á, nghĩa là tạo cho cô một cái niềm tin, một cái động lực trong cuộc sống. Gắng giữ bình tĩnh bữa nay. Dạ, gắng giữ bình tĩnh. Thì chú ơi, bây giờ 6 tháng tiền nhà là 1 tháng 1 triệu 7 thì 6 tháng là bao nhiêu ta? 6 1 là 6, 6 lần 6 lần 7 42, vậy là 10 triệu 200 nghìn. 10 triệu 200. Dạ, thì đó là 10 triệu 200 ngàn. Bây giờ là chú ghi cho con một cái tấm giấy đi chú, để cho Mạnh Thường Quân xem, chú ghi cho con cái tấm giấy xác nhận là đóng tiền 6 tháng tiền nhà đó. Thì con sẽ trao 10 triệu 200 ngàn. Cái việc này lát cô nói ngoài luồng, dám nói trong clip. Sợ khóc hả cô? Không phải. Dạ. Khó khăn lắm. Cô gì ghi chó hộ tở chứ. Dạ. Đây nó khó khăn lắm. Khó không cho nuôi nữa. Dạ, yeah, thì biết mà. Không vô đẻ hả? Dạ. Ôi ơi, tỷ tỷ ơi. Kìa. Tỷ tỷ rồi đó. Mấy hôm nay chú đỡ bệnh không chú? Bây giờ chú hơi bớt nhất rồi con. Dạ, dạ. Ông em lên. Gán bớt nhất hả chú? Chú mới uống thuốc rồi, dạ. Mới uống thuốc luôn. Thì gán bớt nhất thì có gì phụ cô được vậy đó, phụ. Bé đen lông bóng quá. Yeah. Cho nó ăn gì mà bóng chỉ con để con về để con cho. Bình thường vậy thôi. Bé nhà con ơi. Bóng hả? Nó nghe, có cái con mà con đem về nó bị cái gì đó. Dạ. Hôm nay nó khỏe chưa? Dạ khỏe rồi. Còn nãy con đi thăm okay. Nó khỏe rồi. Ôi bé mù nè, trời ơi thương hết sức luôn á. Đúng rồi xe lại vậy con. Dạ. Những cho nó ăn bình thường. Dạ, mà tại mình chăm sóc tốt, tắm rửa ha, nó bóng lên. Dạ. Cứ 2-3 ngày tắm. Dạ. Quý vị khán giả, thì bây giờ đây là một cái nhà trọ nó dạng như là sống gia đình bình dân á, thì cũng đại diện người ta cũng chỉ ghi cho mình một tấm giấy như thế này chứ không phải là cái phiếu thu gì hết á. Đây là có là hôm nay có nhận trước tiền thuê nhà 6 tháng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021 với cái tiền tổng cộng là 10 triệu là 200 ngàn. Trọng sẽ gửi cô cầm cái này ha. Dạ cô cầm cái này, nói chung là mình cũng có cái video này làm chứng rồi. Chú, con xin phép đại diện gửi cho chú 10 triệu 200 ngàn là chú điếm con ha. Ngoài cái ấy ra cô, con có gửi tặng cho cô một cái chai dầu. Một cái chai dầu xanh này của một cái vị khán giả ở bên Úc.
có gửi về cho con hai lố dầu xanh này với để cho con đi á. À, trên đường thì con gặp ai mà già cả cần thiết những cái thứ này nè thì đi giúp. Bữa nay thì con lấy một chai đó, một chai này để con tặng cho cô để cô đi bán á, lỡ mà có say xe chóng mặt gì đó thì cô sức đủ cho chú. Rồi đủ rồi, con cảm ơn chú nha. Vậy tôi xong hả? Dạ dạ dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Con chơi đi ăn. Dạ 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 dạ. Dạ ta xuống dưới đi cho nó nhiệt tình chút đi. À, hôm nay cô vui không cô Mai? Quá vui, xúc động mẹ. Cô gì? Cô Thảo hả? Dạ. Cảm ơn chị Thảo. Dạ. Cảm ơn em Thảo. Thôi kêu em đi, chắc tôi lớn hơn rồi. Cảm ơn em Thảo hôm nay dám giữ bình tĩnh đây mà mình có đôi lời. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, các Mạnh Thường Quân luôn. Dạ. Chung luôn. Bây giờ em Thảo giúp cho chị như vậy á, chị cũng rất là cảm ơn. Không có cái gì mà vui bằng bữa nay mà đóng tiền nhà giùm cho chị. Dạ. Chị rất cảm ơn. Dạ. À, quý vị, cô đã hồi thúc cô lại, chọn lại đầu hẻm cô đón chọn thôi là cô khóc rồi. Thật sự luôn mà. Cô khóc từ lúc đó rồi. Nhưng mà có một cái là cô nói cô sẽ gán bằng mọi cách, cô sẽ gán bình tĩnh, nghĩa là gán không rơi giọt nước mắt để nói được lên cái lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân, đến đặc biệt là đến cho chị Thảo bên Canada. Thì hôm nay thì chồng cũng rất là vui, hai ngày nay rồi chồng không có lên clip, thì có những cái lùm xùm trong cuộc sống, cũng như là chồng cho đó là một cái sự hiểu lầm giữa những cái người bạn, những cái đồng nghiệp với nhau, thì chồng đã giữ một cách, trước mắt là chồng xin phép được giữ im lặng cho đến khi có thể. Và hôm nay thì chồng quay trở lại clip đầu tiên là để trao quà cho cô, thì chồng rất là mừng, mừng dữ lắm quý vị ơi. Giữ đúng cái lời hứa với cô Mai thì đã giúp cho cô 6 tháng tiền nhà, thì cho cô với chú á khỏi có gánh nặng gì hết, chỉ có lo việc đi buôn đi bán thôi, để có dư chút đỉnh từ trong vòng 6 tháng để có chút tài khoản tiết kiệm á, để mua bảo hiểm, rồi cũng như là sau này mà không có con cái mà lỡ có bệnh có hoạn á cô. Bỏ vô đây là. Dạ. Lỡ không có bệnh có hoạn gì còn có chút đỉnh tiền đi gọi là đi bệnh viện. Mình nói thật sự là ai cũng phải vậy hết á. Nên là tự nhiên bây giờ chị Thảo lo là lo cho cô vấn đề đó đó. Lo sợ mà lúc mình bị bệnh hoạn không có tiền đi bệnh viện. Cảm ơn em Thảo quá trời nhiều luôn. Em cứu chị mấy lần luôn á. Dạ. Trời ơi, cưng quá trời luôn. Dạ. Không biết mặt thôi á. Dạ. Hy vọng mà dịch bệnh nó tan biến, và đường bay nó lại thông thoáng, quốc tế thông thoáng, thì hy vọng khi mà chị Thảo về Việt Nam thì con sẽ dẫn chị Thảo đến đây để gặp mặt cô, để thăm cô, để thăm bé Tỷ Tỷ, để thăm bé Đen với bé Mù. Đúng rồi. Dạ. Em nhớ là em có về bên này qua thăm chị nghe cưng. Dạ trời. Không biết mặt biết mũi gì hết trơn, nghe cũng mấy lần giúp chị rồi. Dạ cô ơi, cô nói thế này nè, trong cái tình cảm á, trong một cái tình cảm người ta làm những cái việc thiện nguyện á, thật sự á, trái tim nó kết nối với trái tim, ta không cần phải biết mặt mình là ai, không cần phải biết mình là ai, không cần phải biết người đó như thế nào, mà quan trọng nhất là người ta cảm nhận từ ở phương xa, từ nửa dòng trái đất, nhưng mà người ta vẫn cảm nhận được cái cuộc sống khổ của mình, cái trái tim chân thành của mình, thì người ta sẽ giúp cho mình thôi. Dạ. Chú ơi, hôm nay chú thấy làm sao chú? Chú này con thấy rất là vui. Dạ. Chú cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Chú Thị Thảo. Dạ. Để giúp cho chú được 6 tháng tiền nhà. Dạ. Thì chú không biết lấy cái gì mà để chú để nói nhiều hơn nữa. Dạ. Chú cũng rất là mong chị Thảo cũng là rất là khỏe nhiều. Dạ. Là cháu cũng vậy. Dạ. Khỏe. Dạ. Để đi tiếp cho những người khác nữa. Dạ dạ. À, chú cũng có đôi lời như vậy. Dạ rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn đầu tiên. Dạ. Con không có gì đâu cô, con cũng chỉ là cái người mà may mắn gặp được cô.
rồi may mắn quay bé bụi đời, rồi may mắn giúp cho cô được thôi, chứ thật ra con không giúp được gì hết trơn á. Mà nhờ đầu tiên là con trước cũng nhờ con đầu tiên. Dạ dạ thì con cũng không có giúp, con cũng không có tiền bạc gì giúp cho cô, con chỉ mua giúp cho cô mấy tờ giấy số thôi à. Thì cái duyên là cái duyên của con và cái cô gặp gỡ, rồi vô tình này Mạnh Thường Quân cảm động, cảm mến cô, cảm mến với hoàn cảnh của cô, thương mấy bé ở đây. Dạ, đặc biệt là bé bụi đời là trước tiên. Dạ. Dạ anh trọng ẩm chú. Dạ. Anh trọng ẩm cái rồi, anh trọng A video nè. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay video của trọng đến đây để gặp cô Mai để trao 6 tháng tiền nhà cho cô. Thì niềm vui cũng như những cái giây phút và xúc cảm thì cũng đã kìm nén dữ lắm rồi. Thì trọng xin out video ở đây. Xin chúc cho tất cả quý vị khán giả được dồi dào sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và đặc biệt trong clip này chúc cho chị Thảo luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn tràn đầy nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những clip lần sau. Bye bye.